Trải qua một thập kỷ chờ đợi với 4 đời huấn luyện viên, đội tuyển Việt Nam mới trở lại với ngôi vị bóng đá Đông Nam Á. Sau đây là những tin tức cập nhật tình hình các tuyển thủ Việt Nam sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018. 1. Đình Trọng nghỉ ASEAN Cup vì chấn thương. Chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam đã để lại một chút tiếc nuối khi trung vệ Trần Đình Trọng dính chấn thương trong trận chung kết lượt về với Malaysia. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội phải sang Hàn Quốc để tiến hành một ca phẫu thuật nhỏ và gần như chắc chắn không thể dự ASEAN Cup 2019. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Đình Trọng được cho là bị rạn xương bàn chân phải trong những phút cuối của trận. Chấn thương của anh chưa được tuyển Việt Nam cũng như câu lạc bộ Hà Nội xác nhận. Tuy nhiên, trong một đoạn video ghi cảnh phỏng vấn Quế Ngọc Hải sau trận chung kết lượt về tối ngày 15 tháng 12, Đình Trọng ôm mặt khóc và được một thành viên ban huấn luyện viên an ủi. Đình Trọng là nhân tố quan trọng ở hàng thủ Việt Nam. Anh được đánh giá là hậu vệ hay nhất của AFF Cup 2018, góp công đầu trong chức vô địch của đội nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo thường sử dụng Đình Trọng đá ở giữa, trong hàng hậu vệ 3 người. Khả năng phán đoán tình huống và tranh chấp thông minh khiến trung vệ này trở thành hòn đá tảng trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sự vắng mặt của Đình Trọng là điều đáng lo ngại với huấn luyện viên Park Hang-seo vì đây là một trong những vị trí khó thay thế trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Ông có thể đưa Duy Mạnh hoặc Bùi Tiến Dũng vào giữa trong hàng thủ 3 người ở giải đấu tiếp theo. ASEAN Cup 2019 được xem là chiến dịch lớn tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ mạnh là Iran, Iraq và Yemen. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20 tháng 12 để chuẩn bị cho giải đấu này. 2. Quế Ngọc Hải cảm ơn thầy Park đã gần gũi với cầu thủ. Trung vệ Quế Ngọc Hải, thủ quân tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018, xem sự đoàn kết giữa các thành viên trong đội là nền tảng mang lại chức vô địch cho Đông Nam Á. Sau trận thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về AFF Suri Cup 2018, Quế Ngọc Hải chia sẻ rằng anh hạnh phúc khi cùng Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Anh biết mọi người đã chờ đợi danh hiệu này từ rất lâu và đội tuyển không muốn người hâm mộ chờ đợi lâu hơn nữa. Thật vui là khi hôm nay tất cả đã hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Khi được hỏi đâu là trận đấu khó khăn nhất tại hành trình AFF Cup 2018, huấn Quế Ngọc Hải cho biết: "Tất cả các trận đấu tại giải năm nay đều khó khăn. Tuy nhiên, toàn thể cầu thủ cùng ban huấn luyện đã đoàn kết vượt qua khó khăn. Anh thấy vui và rất tự hào vì đồng đội mình." Ngọc Hải là đội phó của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, nhưng do Văn Quyết không thi đấu trong phần lớn thời gian, trung vệ Sông Lam Nghệ An trở thành thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Vượt qua nỗi ám ảnh về những sai lầm từng mắc ở AFF Cup, Ngọc Hải chơi điềm tĩnh và chắc chắn hơn. Anh cùng Đình Trọng, Duy Mạnh tạo nên tấm lá chắn thép nơi hàng thủ Việt Nam. Việt Nam là đội thủng lưới ít nhất ở AFF Cup 2018. Khi được hỏi về bí quyết tạo nên điều này, Ngọc Hải cho rằng đầu tiên là sự đoàn kết giữa tất cả mọi người. Dù ban huấn luyện, cầu thủ hay các nhân viên theo đoàn, ai cũng hướng về bóng đá, hết lòng vì người hâm mộ. Thứ hai là bản lĩnh. Dù nhiều thành viên trong đội còn trẻ, các em biết cách vượt qua sức ép, bất kể trên sân nhà hay khách. Mỗi khi ra sân, ai cũng khao khát chiến thắng. Trung vệ mang áo số 3 cũng không quên gửi lời cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo trong những ngày chiến thắng. Anh bộc bạch, không chỉ tại AFF Cup 2018 mà ở những giải đấu trước, tôi rất cảm ơn ban huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo. Cảm ơn ông đã đến Việt Nam, dạy dỗ cho anh em cầu thủ. Đó là một người thầy tuyệt vời và rất gần gũi với học trò. 3. Xuân Trường viết tên Tuấn Anh và Văn Thanh lên áo. Trong thời khắc ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018, tiền vệ Nguyễn Xuân Trường không quên những người đồng đội thiếu may mắn ở Hoàng Anh Gia Lai. Trong buổi lễ nâng cúp tối ngày 15 tháng 12, người hâm mộ bắt gặp một hình ảnh xúc động khi Xuân Trường mặc lên có ghi tên Tuấn Anh và Văn Thanh. Đây là hai đồng đội của tiền vệ này ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh và Văn Thanh đều đang chiến đấu với chấn thương trận để trở lại sân cỏ. Xuân Trường và các thành viên Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn có tình cảm gắn bó sâu sắc. Tất cả đều ăn tập và sống cùng nhau và như những đứa trẻ cùng lò đào tạo ở Gym MG. Trong khoảnh khắc vinh quang, Xuân Trường muốn tri ân và tạo động lực cho Tuấn Anh, Văn Thanh sớm bình phục để có ngày trở lại màu áo đội tuyển quốc gia.
Văn Hậu nằm dài trên lá cờ Tổ quốc, tận hưởng niềm vui chiến thắng. Sau lưng áo anh cũng ghi tên Xuân Mạnh. Cả hai cùng câu lạc bộ, xuất phát điểm cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng là thành viên đội U23 vào đến chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm. Trong khi Văn Hậu chơi cánh trái, Xuân Mạnh thì đấu ở cánh phải, anh không dự giải năm nay do chấn thương. 4. Sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, các tuyển thủ Việt Nam đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh và cảm xúc của mình trên trang Facebook cá nhân. Đặc biệt, tiền vệ Phạm Đức Huy đã có một bức tâm thư khiến mọi người rất thích thú. Phạm Đức Huy chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về câu chuyện của bản thân và người đồng đội ở thời điểm 10 năm trước, lúc tuyển Việt Nam của thế hệ đàn anh là Công Vinh, Minh Phương, Như Thành, Tấn Tài, Tài Em, Dương Hồng Sơn, v.v. lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 cùng khao khát cháy bỏng của một cậu bé nhặt bóng. Để rồi giờ đây, cậu bé nhặt bóng ấy đã tiếp bước các đàn anh để trở thành những nhà vô địch mới của Đông Nam Á. Vì thế, Đức Huy khuyên những lứa cầu thủ đàn em hãy luôn nỗ lực và cháy hết mình với niềm đam mê, khi ấy thành công sẽ đến. Tâm thư của Đức Huy tại trang Facebook cá nhân. Câu chuyện về thằng bé nhặt bóng 10 năm trước, đúng tại vị trí này, sân bóng này và trong trận bóng ý nghĩa y hệt như thế này. Tôi, cậu bé nhặt bóng 13 tuổi cùng cậu em là Duy Mạnh khi ấy 12, hai thằng trẻ trâu mang trong mình ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ ước ao một lần được khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và bước ra từ đường hầm sân vận động Mỹ Đình, chứ không dám mơ nhiều có được cúp vàng Đông Nam Á. Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008, chúng tôi léo đéo chạy theo các anh để ăn mừng ké, để xin áo và xin những đôi giày các anh đang đi. 10 năm sau, hai cậu bé nhặt bóng năm đó nay những tuyển thủ thi đấu ở đúng giải đấu đó. Chúng tôi góp phần công sức nhỏ nhoi vào thành công của đội tuyển. Chúng tôi đã vô địch AFF Cup 2018 trên cương vị những người trực tiếp chơi bóng trên sân. Hai anh em tôi đã là những nhà vô địch ở giải đấu 10 năm trước, chúng tôi chỉ là những cậu bé nhặt bóng. Nhân đời, tôi cũng muốn gửi gắm mấy dòng tâm sự cho những cậu bé hiện tại có hoàn cảnh và ước mơ giống hệt năm đó. Các em hãy cứ rèn luyện chăm chỉ và hết mình, cộng thêm cả may mắn thì tất cả giấc mơ sẽ trở thành sự thật, vì không ai đánh thuế giấc mơ của các em hết. 5. Mẹ Đặng Văn Lâm gửi tâm thư xúc động cho con trai. Bà Olga Zhukova, mẹ thủ môn Đặng Văn Lâm, mới đăng trên trang cá nhân của mình một bức tâm thư đầy xúc động chúc mừng con trai cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Những dòng tâm thư đầy xúc động đã nói lên được niềm vui cũng như tự hào lớn của bà Zhukova sau khi thành công lớn đầu tiên của con trai kể từ khi quyết định đến Việt Nam lập nghiệp. Hơn ai hết, bà Zhukova là người hiểu được những vất vả và khó khăn mà Văn Lâm đã phải vượt qua để có được đỉnh cao như ngày hôm nay. Mẹ của thủ thành Văn Lâm đăng tải và nhờ con trai dịch sang tiếng Việt gửi đến người hâm mộ, các đồng đội và các thầy ở đội tuyển Việt Nam. Mẹ là người hạnh phúc nhất thế gian. Mẹ muốn con sẽ dịch và gửi những dòng thư này của mẹ đến đất nước Việt Nam tuyệt vời, đầy nắng và cần mẫn. Gửi tới tất cả những người thân, ruột thịt, họ nội của con, những người hâm mộ bóng đá, những người bạn của con, chủ tịch và ban huấn luyện viên câu lạc bộ Hải Phòng nơi con rèn luyện. Gửi tới thầy huấn luyện viên và toàn bộ đồng đội, đội tuyển Việt Nam của con. Gửi tới mọi người dân Việt Nam, những người đã động viên con trai mẹ bằng lời nói, bằng hành động, mong điều lành cho con và chúc con thi đấu thành công. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, tôi muốn ôm các bạn thật chặt. Tôi hạnh phúc và vui mừng cùng các bạn vì chiến thắng này. Tôi biết ơn Chúa vì trái tim tôi chứa đựng tình yêu với hai đất nước, Việt Nam và Nga. Cảm ơn Chúa vì đất nước Việt Nam đã sinh ra người chồng của tôi, cha của con trai yêu dấu Đặng Văn Lâm. Tôi biết ơn Chúa vì con trai tôi đã nghe lời cha mình trở về Tổ quốc lập nghiệp. Tôi biết ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam yêu dấu, con trai thân yêu của tôi đã khôn lớn, trưởng thành, trở thành chuyên nghiệp và thể hiện tài năng của mình. Cảm ơn tất cả đã tin tưởng Đặng Văn Lâm. 6. Quang Hải nhắn đến bé bị u não. Các chú giữ lời hứa với con rồi. Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chia sẻ hình ảnh bên chiếc cúp vàng cùng lời nhắn nhủ tới bé Tôm. Quang Hải viết, các chú giữ lời hứa với Tôm nhé, mong rằng những điều kỳ diệu sẽ đến với con và gia đình. Chia sẻ đầu tiên của cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 nhận được gần 50.000 lượt thích. Trên trang Facebook, thủ môn Tiến Dũng cũng viết những dòng chia sẻ hướng tới bé Tôm với nội dung bóng đá không chỉ là bóng đá là cuộc sống, là niềm tin, là hy vọng. Phép màu là có thật, kỳ tích sẽ xảy ra khi chúng ta có niềm tin và lạc quan hơn. Tôm hãy mạnh mẽ và vững tin con nhé. Chương trình Điều ước thứ 7
phát sóng vào ngày 15 tháng 12, mang đến câu chuyện nhiều cảm xúc cảm trước trận đấu chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia. Quang Hải, Đức Trinh, Đoàn Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng là những khách mời đặc biệt có mặt trong chương trình. Bốn cầu thủ đội tuyển quốc gia đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước trận đấu để tham gia cùng ekip chương trình. Đặc biệt hơn, các cầu thủ lần đầu có dịp gặp bé Tôm. Bé Tôm năm nay 4 tuổi, phát hiện mắc u não ác tính khi mới 33 tháng tuổi. Từ khi phát hiện bệnh đến giờ, Tôm đã trải qua 16 lần xạ trị, 2 ca giải phẫu lớn, hôn mê gần 1 tháng. Bé Tôm nói với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam rằng con thích đá bóng. Con thích chú Văn Thanh, Quang Hải, Đức Trinh, Văn Đức và Anh Đức. Con thích chú thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tại chương trình, Quang Hải chia sẻ, bọn em sẽ cố gắng giành được cúp và cùng Tôm, cùng khán giả đón mừng chiến thắng. Cuối cùng, anh và các đồng đội đã thực hiện được lời hứa của mình với bé Tôm và 90 triệu người dân Việt Nam. Chiến dịch AFF Cup 2018 đã khép lại với chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam sau những trận đấu hết sức ấn tượng và xuất sắc. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chiếm lợi thế nhưng đáng tiếc là hàng thủ lại không có tên cầu thủ Việt Nam nào. Trang ESPN mới đây đã bầu chọn đội hình gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Cup 2018. Trong đội hình này, Tân Vương đội tuyển Việt Nam và Á quân Malaysia là hai đội tuyển có cầu thủ góp mặt nhiều nhất với 4 đại diện. Không có gì ngạc nhiên khi Quang Hải tiếp tục được tin tưởng tuyệt đối với vai trò lĩnh sướng, lối chơi với một vị trí trên hàng tiền vệ trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Ngôi sao trẻ của Hà Nội FC đã có một năm thi đấu tuyệt vời và đỉnh cao là AFF Cup 2018. Dù đá tiền vệ trung tâm hay tiền đạo, Quang Hải luôn để lại dấu ấn bởi lối chơi hết sức thông minh, linh hoạt và khả năng điều phối, làm bóng tuyệt vời. 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cùng vô số những đường truyền tuyệt vời, mở ra màn tình huống ngon ăn cho đồng đội, Quang Hải xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cũng như Quang Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng tuyệt đối. Đặng Văn Lâm đã chơi cực kỳ xuất sắc trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tính cho đến hết giải, lưới của thủ môn này mới chỉ rung lên 4 lần và thậm chí không để thủng bàn nào sau 4 trận đấu tại vòng bảng. Đó có thể xem là một kỳ tích khó có thể lặp lại với các lứa gôn sau này. Thế nên một vị trí cho Lâm Tây ở đội hình tiêu biểu là điều không có gì bất ngờ. Cùng với Quang Hải, Văn Lâm với phong độ rất ấn tượng, tiền đạo Phan Văn Đức và Nguyễn Công Phượng cũng được bầu chọn vào đội hình xuất sắc này. Trong khi Phan Văn Đức càng chơi càng tiến bộ và trở thành quân bài vô cùng quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho vị trí tiền đạo lệch trái, thì Công Phượng lại luôn là con bài chiến thuật đặc biệt của ông thầy người Hàn Quốc. Mỗi khi cần dứt điểm trận đấu, ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai sẽ là lựa chọn không thể tốt hơn nhờ lối chơi đầy kỹ thuật, bản lĩnh cùng khả năng qua người và dứt điểm đa dạng. Trên hàng công, tiếc cho lão tướng Anh Đức, người đã có 4 bàn thắng tại AFF Cup này và cũng là người ghi bàn quyết định ở trận chung kết lượt về đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, lại không có tên. Thế chỗ cho anh là tiền đạo Talaha của Malaysia. Đáng tiếc và bất ngờ là hàng phòng ngự của đội tuyển tiêu biểu này lại không có bất kỳ một cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam, bất chấp việc họ là những gương mặt quá xuất sắc. Thành tích để chỉ để thủng lưới 4 bàn của đội tuyển Việt Nam có công rất lớn của những người như Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu và Trọng Hoàng. Riêng Đình Trọng còn được đánh giá là mắt xích quan trọng nhất, nhân tố nổi bật nhất của hàng thủ Việt Nam và trình độ đã vượt tầm Đông Nam Á, đủ sức ra nước ngoài thi đấu. Còn với đội tuyển Malaysia, dù đã không thể lần hai đăng quang AFF Cup, nhưng họ vẫn có 4 đại diện góp mặt ở đội hình hay nhất giải năm nay, theo bình chọn của ESPN. 3 người còn lại góp mặt ở danh sách này là hậu vệ trái Philippines, trung vệ và tiền vệ của đội tuyển Thái Lan.